qua taxi này nó đi từ bến Bạch Đằng rồi qua những cái bến như là quận 2, Bình An và đi tới bến cuối cùng là Thủ Đức. Cuộc hành trình như vậy là có hai tiếng, một tiếng đi và một tiếng về. Thứ sáu đây nha.
trôi hoài mãi trôi. Nhưng ở đây bên đây là bến Bạch Đằng và xa xa kia là cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và Thủ Thiêm. Trước khi mà có làm một cái phóng sự về thả diều bên Thủ Thiêm á, thì mình đứng bên quận 1 này có thể thấy diều bay lên rất là nhiều đó, nhiều quá. Hôm nay đã là chiều thứ 6 cuối tuần rồi, nam thanh nữ tú ra đây rất là đẹp.